Trending video. Cô biết không, lúc trước Chen cũng từng vui vẻ giống như cô vậy. Sao Chen không giống cô những điểm này chứ? Chen, em làm gì vậy? Em thoa son môi hả? Em vì môi của em khô quá. Anh xin lỗi, anh thực sự chưa sẵn sàng. Anh Quy à, chuyện mà anh nói với Rita lúc trên đường về nhà, chuyện mà anh nói với Rita lúc trên đường về nhà, cô ấy nói với em hả? Không, chắc điện thoại bị cấn máy đó. Em bấm nghe, lúc đầu em nghĩ là cô ấy cố tình. Nghe lén tới tận nửa tiếng luôn, không chịu cúp máy. Điện thoại cũng dễ bị cấn máy lắm. Nhưng mà anh không có nói gì em hết. Em cũng không nghe thấy nói gì. Khi em biết điện thoại bị cấn máy thì em tắt máy luôn rồi. Anh chỉ nói là lúc trước em vui vẻ hơn bây giờ. Dạ, em xin lỗi anh nha. Em không cần xin lỗi đâu, em không sai gì hết, anh cũng không sai gì hết. Anh Quy, không cần nói gì hết. Anh xin lỗi, chắc là do anh căng thẳng chuyện công việc đó. Em hiểu mà.